với giá trị 180 triệu đồng có tên là Performance Plus Functional Trainer. USA High-End Equipment Instructions, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế High-End của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn tập luyện các kỹ thuật động tác trên máy Functional Trainer PPSM. Để đi vô máy này, bây giờ chúng ta sẽ tập cho từng nhóm cơ. Đầu tiên xin mời các bạn đến với nhóm cơ lưng. Rồi, để đến với nhóm cơ lưng là chúng ta sẽ thực hiện cái bài tập là lat pull down. Bây giờ cho cây này nó đi lên. Đó. Đi xéo xéo một xíu đi. Đã ok. Rồi cây này nó đi lên, càng cao càng tốt. Càng cao càng tốt các bạn. Hiểu chưa? Ok. Cao theo chiều cao của Duy. Rồi bây giờ mình nhìn chỗ đây nè. Thằng này 1, 2, 3 thì thằng này nằm ở móc 3 với móc mắt. Rồi thằng này mới móc 1, 2, 3, móc 3 đúng rồi. Móc mắt đúng chưa? Chưa biết, để coi còn mắt không. Rồi ok. Rồi hai này ngang, nó cân bằng rồi đó mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ thực hiện bài lat pull down. Quỳ gối xuống. Đó. Rồi kéo thôi. Đó. Kéo thôi, đây là lat pull down. Rồi tiếp tục kéo xong rồi đó. Chúng ta coi nó có phê không. Cho nó hẹp dùng tí, chỉnh về móc 2. Đó, chỉnh về móc 2 nha các bạn. Cho nó hẹp dùng tí. Nhẹ quá, cho tạ nặng tí, 130 bên. 130 bên, rồi cứ kéo đi. Cầm. Không có chế, Duy đang chỉ các bạn động tác căn bản để tập bài lat pull down. Huy. Rồi tiếp tục chúng ta tìm một bài lưng tiếp theo. Thế nè, bài bend over row là bài lưng nè. Lưng thì đi chung với cầu vai. Để coi bend chỉnh cái position nó làm sao. Cái tay thì nó cũng hẹp hẹp vậy đó. Mà cái này nó dốc ngược xuống. Ok. Đó. Thấp dữ không ta? Thấp cũng cỡ cỡ đó. Thôi chơi luôn. Thôi đi ba, 150 bao thôi. Mệt lắm, quay clip thôi mà, đâu cần tập thiệt đâu. Tiếp tục là một bài khác của nhóm cơ lưng, có tên là bend row. Rồi, tập sao đây? Nó free quay cái tay và muốn làm sao cũng được hết đó. Rồi bạn đưa cái mông vô mặt khán giả. Nặng thấy không? Đó, nhẹ lại. Nó nhõng bend, nó sắp mặt, 100 bao thôi. Rồi đó, thấy không? Đó, đứng như vậy nè, nó xéo xéo một tí để cân bằng trọng tâm. Rồi giật. Wow. Chúng ta tiếp tục đến với một bài khác cũng liên quan tới lưng, đó là bài shrug. Shrug thì chúng ta shrug trên máy này như thế nào, thử cầm coi. Ok, được không?
cũng có lý đúng không? Nhưng mà chúng ta thử một cái cách tập khác. Ok hơn. Rock tập cơ cầu vai, tiếp tục ra điển xem những cái động tác tập bụng trên cái máy personal này nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta đến với bài AB Crunch, bài quyền thoại để tạ giống như trang chỉnh cao lên. Đó. Ok. Chỉnh về vị trí số 1 cho nó nhỏ lại. Đó, chỉnh về vị trí số 1 cho nó nhỏ lại. Thằng này chỉnh cao lên. Lên, lên. Lên miếng ơi. Rồi, ok. Hai tay. Hai tay không có kéo gì nha ba. Đó, hai tay không có kéo nha. Này, hai tay để vậy nè. Đây. Sát đầu cũng được. Không có dùng tay kéo nha. Ok. Rồi tiếp tục chúng ta qua một bài bụng tiếp theo để kiếm coi. Không phải cái này. Không phải cái này luôn. Thằng này không phải luôn. Thằng này phải không ta? Thằng chặt cây. À cái thằng chặt cây nha mấy em. Chúng ta đi với biệt đội phá rừng. Biệt đội phá rừng là vô bụng ghê lắm mấy bạn. Rồi bạn muốn cầm biệt đội phá rừng thì bạn cầm một tay thôi. Bạn muốn cầm tay nào cũng được. Đó. Và chúng ta cùng nhau tập biệt đội phá rừng này, bạn tập hai bên. Đứng một chỗ chém một kia. Đó, đứng trong gì vậy ngầu không? Bạn thấy một phim không? Nè, cầm dao nè, chém phập vô đầu nó. Đó. Hiểu chưa? Đó là kêu là biệt đội phá rừng. Còn chém mà tay cao tay thấp tùy bạn. Bạn ghét chỗ nào bạn xả ra chỗ đó nha. Thì chém tay cao là chém vậy. Đúng không? Ok chưa? Còn nếu mà chém tay thấp là chém vậy. Ok chưa? Rồi một cao hai thấp chúng mình cũng tập xong rồi tập. Bụng xiên đổi bên. Ok, gác vào. Chỉnh tạ nặng lên. Tại vì quay phim cho các bạn nên duy tập nhẹ. Thằng này reverse wood chop. Cái wood chop là cái gì? Cái wood chop là cái mà chém á. Thì cái wood chop nó có 3 biến thể. Một chém trên xuống, hai chém ngang, ba chém dưới lên. Chém vậy là kẻ thủ nát mặt luôn, không còn chỗ nào để sống luôn. Đó, thằng này biết rồi nè. Giống như quýnh gôn nha mấy bạn. Đúng rồi, này làm tác nó đúng, giống quýnh gôn á. Hạ xuống. Không biết thuận tay nào nữa trời. Tập đại thôi. Cái này nặng lắm nha. Sợ đi chơi mức này không nổi á. Rồi. Đó. Chém mình nè. Không. Không, chém dưới chém lên. Ba. Ba.
Rồi, còn cái khác nữa, nó cũng là chém nữa, mà bây giờ nó là chém ngang. Chém ngang, nó không dùng chữ woodchop. Woodchop là chặt cây, chặt từ trên xuống vậy nè. Còn bây giờ chém ngang á, nó dùng cái chữ là rotation. Rotation là quay đó. Rồi, thì bây giờ là chúng ta dùng cái chữ là core. Nó dùng chữ là core rotation, tức là cơ bụng xoay. Đơn giản thôi. Hạ cái cây này xuống vị trí ngang. Hẹp hay rộng không quan trọng lắm. Đó, hạ xuống vị trí ngang. Đúng không? Ngang chưa? Cũng ngang ngang rồi đó. Hoặc là vậy, nó ngang rồi đó, thấy không? Chỉnh ra cho nó dễ tập thôi chứ không gì hết trơn á. Cái này nó vừa vô bụng vừa vô tay sau nha các bạn. Vô tay sau một phần. Đó. Xoay ngang qua vậy. Ok chưa? Đó, tay này phụ nè. Tay này phụ để cho nó xoay xa hơn. Nó không bị vướng, đúng không? Để vậy. Đó. Đổi bên. Chào bạn, rất mệt. Nhưng mà bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua nhóm cơ mà tất cả con trai đều thích, đó là nhóm cơ ngực. Qua cái bài đầu tiên là bài ép ngực. Các bạn thích bắt bẻ lắm. Nói chung dân Việt Nam mình mấy thằng trẻ mới lớn thích bắt bẻ lắm. Mình nói chứ ép ngực chứ bơm ngực ba vô cãi như là sai tên, sai tên cha tên mẹ tao nói vậy đó. Ví dụ như mấy bạn mà bắt các bạn xài chứ bơm kệ bạn, tôi xài tôi đẩy. Đúng không? Ép banh gì? Tối ngày lý luận kiểu đó hoài. Chửi 10 năm rồi đó. Chứ không phải 1 năm đâu bạn. Lúc mà Dương Nguyễn mới ra giang hồ á là nó cãi lộn chuyện này rồi. Bây giờ thích cãi lộn đúng không? Thôi nói tiếng Anh đi. Fly hay là press? Em nhiều cái bức xúc lắm em. Mình làm video, mình chia sẻ, mình hướng dẫn, mình quảng cáo này nọ vô mấy trâu trâu nó mệt lắm. Rồi, để có một cái chế fly cũng là một cái bài mà linh hồn của cái máy này. Một cái bài mà Duy Nguyễn đã dùng để khai tạ khai trương. Nhớ chưa? Chúng ta cùng chỉnh. Banh càng hết sức luôn đi. Đó, banh càng gì đó. Rồi, ok, lên. Lên tay. Cái này mà banh hết dám với rộng hơn kia nữa mấy em. Có thể là cao vậy cũng được, có thể thấp hơn chút xíu cũng được. Các bạn chỉnh cái cây nó như vậy. Ok. Một trăm ký, có lộn 100 pound. 100 pound mà hai bên cũng là 100 ký rồi. Bài này không có gì để nói, quá đơn giản. Đây, vậy thôi. Jet fly. Đang jet fly thì bây giờ chúng ta qua jet press. Press tao đẩy. Tất nhiên vị trí này có phù hợp hay không, Duy sẽ thử và phân tích với các bạn. Đó. Nó không hợp lắm đúng không? Nó hơi bị thấp. Nó hơi bị thấp, bạn đẩy được. Vậy thì phải chỉnh lên một tí. Chỉnh lên chừng 2 nấc. Đó. Bên đây cũng vậy. Chỉnh lên chừng 2 nấc. Ok. Ok. Tốt. Đây là cái cách mà máy nó chỉ. Đó, ok, tập cho bạn thấy nè, thấy không? Đẩy nha. Đó, té. Thì sao? Chừng trước chừng sau.
nhiên là Duy chỉ hướng dẫn những bài căn bản trong máy nó chỉ thôi. Những bài khác là Duy không hướng dẫn ở đây. Nha các bạn, trên xuống rồi chỉnh cao lên. Fly á các bạn, fly nó có hai vị trí fly, một là fly từ trên xuống. Đó. Hai là fly ngang. Nãy chúng ta fly từ trên xuống rồi, bây giờ chúng ta fly ngang. Nó có bài fly từ dưới lên nữa nha các bạn. Ba bài fly tất cả. Nhưng mà cái máy này nó bổ sung là nó thiếu những bài đó. Thật sự cái này 24 bài thôi chứ Duy chế ra hồi nó ra cả trăm bài á. Căng lắm phải dẫn đâu nha. Rồi chỉnh. Rồi số mấy đây ta? Chỉnh phải số 7 nha. Ờ đúng rồi. Tại sao số 7? Tại vì nó là 13, phải chọn số giữa là số 7. Ok. Ok rồi số 7. Nhẹ nhẹ chút xíu đi ba, nặng lắm. Mình tập mình minh họa thôi, đâu cần tập tới chết đâu. Bài ngực ở dưới đó nha. Yes. Ngực vai. Tập càng dưới thì nó vô càng trên. Thấy vi diệu chưa? Biết đúng chưa? Nó giờ hết cái đường rồi ba. Đúng đúng cho bà đi. Ở trên thì tập siêu nhẹ luôn. Giờ tôi tụt đường rồi. Tôi hướng dẫn về trách nhiệm rồi đó chứ tôi hết lòng yêu thương rồi. Ok. Rồi dớt. Bây giờ chúng ta đến với những cái bài tập vai của cái máy này nha các bạn. Cái máy này functional. Dẫn khách lên đây hướng dẫn BT, hướng dẫn đây chỉnh máy cho khách trên đây xong rồi lấy tiền BT ngon luôn mấy bạn. Không tin thì nhập máy này về làm thử đi. Không cần đâu chân chọi nó. Chứ hôm nay tập xong mệt rồi đó, có gì nãy giờ tập mệt mới chết. Mệt thở không nổi luôn á. Đó. Thế mà thấy tôi tập mà tạ ngày càng giảm không? Giờ tập còn có 30 bao một bên. Yếu lắm. Nói chúng ta qua những cái bài vai. Rồi. Không. Chỏ. Ok. Đó, không. Rồi, vị trí. Đầu tiên, chúng ta để hai tay đây. Nhìn cái nút nè, hai nút dính với nhau không? Nút nè, không? Xong rồi tại đây. Chúng ta giật tay sao cũng được đó, nó đi quay mà. Như thằng ở trong này á là nó giật cái tay sao nhìn cũng rõ nữa. À tay nó vậy. Thằng trong này nó giật như vậy. Hiểu không? Giật như vậy. Bạn có thể giật như vậy. Sao cũng được hết. Đó. Đó, nếu mà cảm thấy nhẹ quá lên tạ một miếng cho nó feel. Lên luôn hai miếng 50 kg cho nó dễ, để có 50 bao cho nó tiện. Đây là một bài tập rất tốt. Và cũng là một trong những bài tập linh hồn của máy mà chút xíu Duy sẽ chụp hình. Không bị lú mấy bạn. Tuy nhiên đang nói sao không biết não giờ tao làm tới gì hết. Thiệt luôn á. Gì cũng được. Nhưng mà nó không phê. Hai tay nha. Hai tay nó có sự cân bằng. Ok, đó là vai sau. Rồi chúng ta sẽ đi qua một bài khó hơn. Đó. Nó là bài Rise. Tập dang lên. Thấy không? Nặng quá. Ôi. 30 thôi, 40 thôi. Cái bài này muốn tập cho tốt á
thì các bạn chỉnh cái này nó hẹp vào nữa. Đó, chỉnh cái cây này nó hẹp vào nữa. Rồi ok, dứt. Nè, cái này nó lợi hại nha, chút quay beauty mấy cái càng này mấy em, nó rất là lợi hại, mấy cái rọc rọc này nó quay tờ lưa hết rồi, nên nó sẽ tạo cho em free quay tốt hơn nè. Ha, khác hồi nãy. Rồi, isolation. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến hai bài tương đối khó tập, cũng là cơ vai luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta nhìn trong đây, các bạn chỉnh cái tay về vị trí tương đối hẹp, tương đối hẹp thôi, vị trí thấp nhất, vị trí thấp nhất nha các bạn. Đó, để mình tận hưởng cái sự thoải mái khi tập. Nó chưa thoải mái thì mình chỉnh tiếp. Chắc chắn là vị trí thấp nhất là khỏi bàn rồi đó. Rồi, chúng ta chỉnh về vị trí này. Để chúng ta tập luyện cơ vai. Bây giờ chúng ta tập một bài tập có tên là Sound the Fresh. Sound the Fresh. Cũng được nha, ha các bạn, ha, cũng được. Ok. Nhẹ quá. Chúng ta cùng lên tạ. Lần đầu tiên đến với cái máy functional này á, thì nó sẽ có nhiều điều khá là bỡ ngỡ. Các bạn cứ cố gắng đi, chứ Duy cũng cố gắng truyền tải với các bạn hết sức rồi đó. Hãy đến đây tập đi, trải nghiệm thêm. Sound the Press. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với bài vai trước. Vai trước nha các bạn, cầm ngửa tay, vị trí ghế không thay đổi. Ok. Thẳng tay nha, nhớ là ra phải thẳng tay. Chỉnh tạ nặng một chút, 60 pound. Chúng ta cùng nhau tập cái bài Upright Row. Một bài rất tốt cho vai nha các bạn. Bây giờ là chúng ta cùng nhau đến một bài siêu khó của nhóm cơ tại sao. Siêu khó luôn. Full chưa? À, chưa full. Rồi ok. Khó lắm em, bài này anh giờ anh cũng biết tập sao nữa. Nó căng quá. Chóng mặt quá, hết biết chỉnh cây luôn. Ok. Nó có tên là tricep kickback. Giống như cầm một cục dumbbell mà dứt vậy đó. Thôi nhẹ nhẹ rồi đi, bài này chơi nặng nổi. Ok. Chang vậy luôn, tới tricep extension. Ý chang luôn. Nói chung á, nó dùng cái từ á thì thật sự bạn đừng quan tâm cái từ, đừng có bắt bẻ cái từ.
Bạn hiểu tôi nói gì không? Cái này là cái cơ chế, còn cái tư thế quan trọng. Nó tên bài tập nó là cơ chế chứ không phải nó là tư thế. Thí dụ như bạn nói, ủa sao Như Nguyễn ơi, anh sợ của anh hồi năm 2014 anh nói như vậy là tricep extension. Rồi xong bây giờ tự nhiên anh nói bài tricep extension là bài khác. Anh nói thiệt á, vậy là tension rồi nè. Mày bò, mày lăn, mày lết, mày trường gì đó, miễn sao mày tập như là tension rồi đó. Thì theo cái hướng dẫn của cái máy này, ăn cơm chúa phải múa tối ngày nó extension là như vậy nè. Đó. Rồi vô. Đến với cái máy tuyệt vời này mà không tập chuột là một thiếu sót cực kỳ lớn nha các bạn. Để tập chuột thì chúng ta hạ cây thấp xuống. Ok, hạ cây thấp xuống nha. Nhỏ vô. Nó có công thức hết rồi mấy bạn. Thấp xuống. Chỉ nhiều rồi giờ làm nhanh nha. Lỡ đợi chân 100 pound luôn tập cho nó có thần. Thần chết đó mấy bạn. Rồi tiếp tục. Gì đây? Tricep press down. À bài này bài sở trường. Tricep press down là qua cơ chế tay sau nha các bạn. Rồi dễ ẹc à, chỉnh cái cây cao nhất. Ép vô. Chỉnh cái cây cao nhất. Đó. Ok chưa? Rồi xong thằng này. Ủa nặng quá sao rep nổi. Nhẹ nhẹ thôi ba. Rồi. Rep down là không? Ok. Cái tay của chỏ nè, ván nè, bạn có thể cầm sát cái đi cũng được. Ok. Miễn sao là cái bạn phích cái cánh tay lại. Chỉ di chuyển cái cùi chỏ thôi nè. Mỏi tay quá, free way luôn. Sủi tay. Sủi tay mấy em. Rồi bây giờ chúng ta đi vào nhóm cơ cuối cùng của ngày hôm nay. Mừng quá, đó là nhóm cơ đùi và nhóm cơ mông. Nếu mà cái máy này mà nói tập nhóm cơ đùi thì nó hơi bị xạo xạo. Yes. Nhưng mà bởi vì chính cái điều gì mình xạo vậy mới bán được tiền. Ví dụ giờ tâm lý mua máy đi, giờ hỏi ông máy này về tập gì. Nổ cho 100 bài, khỏi suy nghĩ mua luôn. Người tham tập gym đơn giản lắm nè. Vô nổ về tập 100 bài. Xong rồi cái thằng kia hỏi một tạ tập nhiều bài. Một bài thôi mua máy này. Rồi bây giờ cái cơ chế front, ủa lộn xin lỗi bạn, squat. Squat để hai cây quá đẹp luôn. Nó muốn squat phải vậy trước đó đã. Rồi ok. Regular squat. Đó là squat với chiếc máy 180 triệu đó các bạn. Cái bài squat hồi nãy là bài regular squat. Bạn có thể mở rộng chân ra. Dạ. Để bạn tập sumo squat. Nó đâu có gì đâu đổi đúng không? Vẫn vậy thôi, chân rộng hơn chứ là sumo. Nhưng mà bây giờ mình đi qua cơ chế nó bựa hơn nãy rồi nè. Thằng hồi nãy, cái bài hồi nãy nó cười đúng không? Cái bài này bảo đảm nó cười ghê hơn nữa. Tập bắp chuối. Chuối. Ok chưa? Rồi gán đi. Bài này mắc cười hơn bài nãy đúng không? Đá đùi trong. Mệt quá, trong mặt quá. Vậy đúng không? Giống như đá banh vậy, cầm chân, dít, dít.
Rồi, dích được không? Đừng để chạm vô nha, cứ xa xa ra xíu. Này không có điểm tựa đâu, cây đó tập dễ không? Giống như chiền banh vậy đó em. Vô. Rồi, vô. Giỡn hoài vô hông với vô má ngoài đùi dữ lắm đó ba. Còn đá vô mông nè. Nè, đứng cái chân vậy. Ờ, mấy bài này cho em phụ nữ quốc ghê lắm em. Chống cái kia đá mới ác. Chống cái máy 200 mấy của anh á, đá mới ác. Không? 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 Mệt quá. Hết rồi đó, vô đó bài rồi đó má. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Ho Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Powerrack 2M Half-Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.